Trở lại cùng quý khán thính giả trong chương trình tin tức ngày hôm nay cùng với lại chúng tôi. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây, saffron, yến các loại. Mở đầu là bản tin đến từ nước Đức cho biết là Thủ tướng Scholz phải đối mặt với cuộc điều trần về bê bối gian lận thuế. Thủ tướng của nước Đức, ông Olaf Scholz, sẽ phải trả lời chất vấn trước Ủy ban Nghị viện Hamburg liên quan tới vụ gian lận thuế khiến cho chính phủ Đức bị thiệt hại hàng tỷ Mỹ Kim. Thủ tướng Olaf vào ngày 19 tháng 8 sẽ dự một phiên điều trần thứ hai trước Ủy ban của Nghị viện của tiểu bang Hamburg, là một đơn vị chịu trách nhiệm điều tra về vụ bê bối khai sai khoản hoàn thuế của các viên chức địa phương. Phát ngôn viên của Thủ tướng là ông Stefan Hambertre cho biết rằng Thủ tướng Đức sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của Ủy ban và không giấu giếm một điều gì. Khi được hỏi về vụ gian lận thuế trong một cuộc họp báo vào tuần trước, Thủ tướng tuyên bố là các phiên điều trần cũng như là hồ sơ chỉ mang lại một kết quả duy nhất là không phát hiện được hoạt động gây ảnh hưởng chính trị nào. Trong sự việc, Ủy ban Nghị viện của tiểu bang Hamburg đang điều tra lý do các cơ quan tài chính của tiểu bang trong năm 2016 đã không nỗ lực đòi lại 47 triệu euro tiền hoàn thuế từ ngân hàng tư nhân. Từ ngân hàng tư nhân, đó là ngân hàng M.M. Warburg, do các giao dịch gian lận. Ngân hàng này cuối cùng đã phải trả lại số tiền dưới áp lực từ chính quyền của bà Angela Merkel. Vụ gian lận thuế đã bị phanh phui trong năm 2017 liên quan tới nhiều người giao dịch nhanh chóng cổ phiếu của công ty vào ngày nhận cổ tức để yêu cầu các khoản hoàn thuế cho lần thanh toán duy nhất. Hàng chục người đã bị truy tố liên quan tới vụ gian lận thuế này, trong đó có các chủ ngân hàng, nhà buôn chứng khoán, luật sư và chuyên gia tư vấn tài chính. Ông Scott đã đảm nhận chức vụ thị trưởng của Hamburg trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2018 và sau đó trở thành bộ trưởng tài chính kiêm phó thủ tướng Đức dưới thời của bà Merkel trong năm 2018 đến 2021. Theo truyền thông của nước Đức thì các điều tra viên đã thu thập email của bà Janet Swamberger, là cựu chánh văn phòng của ông Scott, và có thể công bố những bằng chứng này. Tờ báo Frankfurter Allgemeine cho biết các email này rõ ràng là buộc tội ông Scott. Tiếp nối là bản tin cho biết là Liên Âu khuyến nghị thay đổi kỹ thuật tiêm vaccine đậu mùa khỉ để tăng nguồn cung. Tin chi tiết cho biết là cơ quan quản lý dược phẩm của châu Âu, gọi tắt là EMA, trong ngày 19 tháng 8 thông báo là dự trữ vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ bị hạn chế, cho nên các quốc gia châu Âu có thể tăng cường nguồn cung hiện nay bằng cách tạm thời thay đổi kỹ thuật tiêm. Tạm thời, vaccine phòng đậu mùa khỉ có thể được tiêm ngay dưới lớp biểu bì, lớp trên cùng của da, hoặc là tiêm ở trong da thay vì tiêm hoàn toàn ở dưới da như kỹ thuật hiện nay. Ngoài ra thì có thể điều chỉnh liều lượng vaccine xuống chỉ còn có 1/5 so với liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cơ quan EMA cho biết là việc giảm liều lượng vaccine vẫn tạo ra được một lượng kháng thể tương tự như là khi tiêm đủ liều, mặc dù nguy cơ gây kích ứng da cao hơn. Khuyến nghị của cơ quan EMA phù hợp với khuyến nghị của các cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ, theo đó cho phép sử dụng một lọ vaccine của công ty công nghệ sinh học Bavarian Nordic để tiêm 5 mũi thay vì chỉ để tiêm 1 mũi duy nhất mà thôi. Cho đến nay thì bệnh đậu mùa khỉ đã lan tới 89 quốc gia và khu vực với gần 32.000 trường hợp nhiễm bệnh và 12 trường hợp tử vong. Châu Âu và châu Mỹ là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong bối cảnh nguồn cung vaccine hạn chế trên toàn cầu, nhà chức trách đang chạy đua để ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ trước khi căn bệnh này bùng phát trở thành đại dịch trên toàn cầu. Sang qua Nigeria, quốc gia tại châu Phi phát hiện ra được 20 thi thể tình nghi là bị hiến tế. Cảnh sát của Nigeria đã phát hiện 20 thi thể, trong đó có cả trẻ em, trong một tòa nhà ở thành phố Benin, gây chấn động cả nước. Theo báo địa phương Vanguard của Nigeria trong ngày 18 tháng 8 đăng tin, và cảnh sát đã ngay lập tức được huy động tới hiện trường sau khi nhận được một tin tình báo về một số xác chết bị nghi là hiến tế trong một tòa nhà trên đường Ikenhua thuộc thành phố Benin, tiểu bang Edo, miền nam của Nigeria.
Cơ quan cảnh sát tại hiện trường đã phát hiện ra 15 thi thể nam, 3 thi thể nữ cùng với 2 thi thể của trẻ em và tất cả được cho là đã bị ướp xác. Nhật báo Vanguard cho biết là cảnh sát đang tiến hành điều tra kín để làm sáng tỏ các tình tiết chung quanh các thi thể vừa được phát hiện. Theo lời của bà Jennifer Iwunbu, người phát ngôn của cảnh sát cho biết rằng cảnh sát đã bắt giữ và điều tra 3 thanh niên có liên quan tới vụ việc. Cảnh sát cũng chưa rõ là các thi thể này được cất giữ tại nơi được cho là một ngôi đền này bao lâu rồi và cũng như là vào khoảng thời gian nào. Bà Iwobu cũng trấn an công chúng là phải bình tĩnh, đồng thời cam kết sẽ bảo đảm an toàn cho tất cả các người dân ở tiểu bang Edo. Theo thông tin trên tờ báo The Guardian, nhiều cư dân đã cảm thấy kinh hoàng trước sự việc rùng rợn được giấu kín ngay chính trong khu vực mà họ sinh sống. Tiếp nối là một quốc gia châu Âu, đó là Phần Lan. Phần Lan đang tranh cãi vì nữ thủ tướng tiệc tùng quá đáng. Nữ thủ tướng trẻ nhất của Phần Lan, đó là bà Sanna Marin, đã xác nhận về một đoạn video đang lan truyền quay cảnh bà tham gia một bữa tiệc cùng với bạn bè. Trong đoạn video thì nữ thủ tướng 36 tuổi của Phần Lan đang nhảy và hát cùng với một vài người bạn trong một không gian riêng. Một số đoạn video cho thấy bà này có những động tác khá hoang dã như là quỳ trên sàn, hai tay để sau đầu và lắc lư theo điệu nhạc. Không rõ là buổi tiệc được cho là còn có nghị sĩ Ilmari Nurminen thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội của bà Marin và nữ ca sĩ Alba đã diễn ra khi nào. Một số người tham gia nói đó là vài tuần trước. Bà Marin đã nói trên đài Yle của Phần Lan rằng: "Tôi rất thất vọng vì nó đã bị công khai. Tôi có một buổi tối với bạn bè, đúng là khá điên cuồng, tôi đã nhảy và hát." Bà Marin đã nhậm chức năm 2019 và trở thành nữ thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử của Phần Lan. Bà khẳng định là mình không xài ma túy mà chỉ dùng đồ uống có cồn và sẵn sàng làm xét nghiệm. Bà nói rằng, tôi đã nhảy, hát, tiệc tùng và làm những điều hoàn toàn hợp pháp và cho biết là bà cũng giống như là những người trẻ tuổi khác. Trước đó thì bà Marin cũng đã gây chú ý khi tham dự các lễ hội nhạc rock và tiệc tùng ở các hộp đêm. Hồi tháng 12 năm 2021, bà xin lỗi vì bị phát hiện đã đi nhảy ở một hộp đêm tại thủ đô Helsinki cho đến 4 giờ sáng sau khi tiếp xúc với Ngoại trưởng Phần Lan, người vừa xét nghiệm dương tính với COVID-19. Sau vụ việc tiệc tùng mới nhất, nhiều người đã lên trang mạng xã hội bày tỏ sự cảm thông với thủ tướng và cho rằng bà cũng có quyền được tiệc tùng. Nhưng nhiều ý kiến đã chỉ trích về hình ảnh hoang dã của bà Marin. Thậm chí một chính trị gia đối lập còn kêu gọi bà hãy đi xét nghiệm ma túy. Tin từ Mạc Tư Khoa cho biết là Nga phá vỡ một âm mưu buôn lậu vàng qua phi trường Moscow. Hải quan của Liên bang Nga trong ngày 19 tháng 8 thông báo là đã chặn đứng một âm mưu buôn lậu hàng chục thỏi vàng trị giá lên tới gần 13 triệu Mỹ Kim sang Dubai bằng cách đánh cháo vali. Theo thông tin trên đài RT, âm mưu buôn lậu 225 kg vàng qua phi trường Mạc Tư Khoa đã bị các nhân viên hải quan Nga phanh phui. Kế hoạch này có sự tham gia của hai nhóm du khách đã đổi vali ở bên trong phi trường Novokovo. Nhóm đi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bị bắt quả tang với một lượng lớn thỏi vàng ở trong túi. Theo cơ quan hải quan Nga thì 3 công dân Armenia đã buôn lậu vàng vào phi trường trong hành lý xách tay. Vì Armenia là một thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu nên họ không phải chịu sự kiểm soát của hải quan. Tuy nhiên khi đã vào bên trong thì họ đổi vali với một nhóm 3 người công dân Nga. Những người này đã đi vào với hành lý trống rỗng. Nhóm người Nga đang chuẩn bị lên máy bay để đến Dubai thì các nhân viên hải quan đã theo dõi camera an ninh của phi trường và nhận thấy rằng điều bất thường là 3 hành khách đang kéo chiếc vali có bánh của họ một cách vất vả. Họ bắt đầu đi theo nhóm này và nhìn thấy họ đổi hành lý với những người đàn ông khác. Sau khi lên tàu bay và kiểm tra hành lý của các nghi phạm, nhân viên hải quan đã tìm thấy 45 thỏi vàng. Không ai trong số các nghi phạm này đã khai báo hoặc là kiểm tra hải quan. Các công tố viên cho biết là họ có ý định buộc tội nhóm này với 3 tội danh, trong đó có âm mưu phạm tội và buôn lậu hàng hóa được xếp loại tầm quan trọng chiến lược. Hiện tại thì tòa án ở Mạc Tư Khoa đã ra lệnh tạm giam 3 công dân Armenia cho đến hết ngày 11 tháng 9. Họ được xác định danh tính là Akhtar Ivazian,
Karen Dabinyan và Aman Harutunyan, tất cả đều thất nghiệp. Các luật sư của ba nghi phạm đã xin quản thúc thân chủ của họ tại gia, nhưng tòa án đã bác bỏ điều này. Trong khi đó, thì các công dân Nga đã được trả tự do trong lúc chờ đợi xét xử sau khi ký cam kết là sẽ không rời khỏi Mạc Tư Khoa. Và tiếp theo đây một lần nữa là phần thông tin thương mại.